Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, ngày 13 tháng 4, là thời hạn mà tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hứa với các nhà đầu tư về việc công bố lộ trình thanh toán 9 lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, khi không nhận được câu trả lời cụ thể, rất nhiều nhà đầu tư đã tìm đến trụ sở của tập đoàn này để yêu cầu gặp gỡ đối chất với người đứng đầu doanh nghiệp. Trong thông báo mới nhất được phát đi, tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đang tính phương án tìm kiếm các đối tác để bán tài sản được phép, thu xếp nguồn tài chính, sớm hoàn tiền lại cho khách hàng mua trái phiếu. Trong thông cáo phát đi, Tân Hoàng Minh đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng đã mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh liên quan đến các đợt phát hành trái phiếu đã bị hủy bỏ theo quyết định số 181 ngày 3 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tập đoàn này cho biết, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, Tân Hoàng Minh đang hết sức nỗ lực để duy trì và khôi phục lại hoạt động của các doanh nghiệp, đồng thời tiến hành các biện pháp tối ưu để khắc phục hậu quả nhằm thực hiện đúng cam kết và mục tiêu hoàn trả toàn bộ các khoản tiền đầu tư cho khách hàng ông Đỗ Hoàng Minh, phó tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của tập đoàn Tân Hồng Minh, đã gửi đơn đề nghị tới cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ sự cố đáng tiếc nói trên, trong đó có việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và các công ty là tổ chức phát hành trái phiếu. Tập đoàn cũng đề nghị hoàn tất các văn bản ủy quyền cần thiết để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc quản trị và điều hành các công ty liên quan theo đúng quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Tân Hồng Minh cũng đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thời hạn thu hồi trái phiếu đã phát hành và việc hoàn trả tiền cho khách hàng